Chiều đến đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước vẫn có mưa rông. Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm, đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất vùng núi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã qua giai đoạn mưa lớn. Trong chiều và đêm nay, mưa to dự báo tập trung ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Lượng mưa từ 25 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Nguyên vẫn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau mưa lớn. Tỉnh Đắk Nông tiếp tục ghi nhận thêm nhiều vết nứt mặt đất chiều dài chừng 300 m và độ sâu từ 20 cm đến 2 m. Ghi nhận tại xã Nam Bình và xã Trường Xuân, huyện Đắk Song. Hai hộ dân ở gần vết nứt đã được chính quyền địa phương hỗ trợ di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến nay đã có khoảng 200 người dân phải di rời ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi các vết nứt. Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi các biến động. Argentina đang trải qua một mùa đông nắng nóng bất thường. Thủ đô Buenos Aires của Argentina đã ghi nhận nhiệt độ vượt quá 30 độ C vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, mức kỷ lục trong vòng 117 năm qua vào thời điểm đầu tháng 8 ở nước này. Còn tại thị trấn Rivadavia ở miền Bắc nước này, mức nhiệt cao nhất là 37,2 độ C được ghi nhận vào giữa trưa ngày 1 tháng 8. Dự báo là thời tiết ấm sẽ kéo dài đến cuối tuần này với nền nhiệt của hầu hết các ngày vượt quá 30 độ C. Thông thường vào tháng 8 hàng năm, thủ đô Buenos Aires chỉ ghi nhận nhiệt độ trung bình từ 9 độ C đến 18 độ C.